Chào mừng quý vị đến với kênh Nguyễn Chí Đạm. Hôm nay cái hàng mình giới thiệu cho anh em một chương trình khuyến mãi rất hấp dẫn đối với con máy hàng MIG 2 chức năng của hãng BTEC. Có cái mã là MIG 200M. Cái dòng này anh em thì hiện tại chương trình đang khuyến mãi với giá chỉ còn có 2 triệu 450 ngàn thôi. Thì những anh em nào đang có nhu cầu máy hàng MIG á, thì có thể mua con này. Con này thì nó dùng cái dây rời ha. Và khuyến mãi đó, 2 triệu 450 ngàn anh em tặng được hai cái keo ốc 500. Nha, một cái chung, một cái lớn nè. Cái này là mấy cái này xài những sắt vừa vừa này, xài đồ lớn ha, thì tặng cho anh em một cặp này luôn nha. Đó là 2 triệu 450 ngàn tặng cho một cặp này. Cái dòng này thì lúc mới ra anh em giá tới 2 triệu 9 ha, hãng có không cái xin chương trình khuyến mãi đó. Thì bây giờ bán thời gian như là cũng 6 tháng rồi nó năm gì đó, thì bây giờ phải khuyến mãi tiếp anh em ha. Thì nếu số lượng mình còn tầm khoảng 7 con đó, nếu mà hết thì có thể xin thêm được anh em ha. Thì để mình khui ra, con này mình sẽ không có hàng thử, con này lúc trước có hàng rồi, test bung máy rồi cho anh em, bung test hết rồi. Giờ chỉ khui ra cho anh em coi thôi. Anh em chờ chút nha. Rồi tiếp anh em ha. Với giá chỉ có 2 triệu 450 ngàn thôi, mít 2 chức năng, hàng mít và hàng mít và hàng que. Cái không khí nha. Cái dòng này thì nó sẽ không có chức năng có khí. Trang bị trong đây nó cho chúng ta một Sico một cái mét nha. Rồi dây nguyên bộ dây luôn, trang bị thêm ra một cái này là nó cho thêm một cái cuộn hàng 1 ký dòng không khí, và cái này cho thêm nó cuộn hàng nó không tới 1 ký đâu nha, nó nhỏ lắm, mà dùng mấy trăm gram thôi. Hàng cho thêm, còn ta muốn mua thì chúng ta mua thêm cuộn 1 ký nó to ra đó, này nó thêm chúng ta thử thôi nha. Rồi dây ha, dây hàng mít, dây hàng que và cái máy. Rồi trang bị chúng ta một cái búa cầu sĩ, tay cầm, mắt kính. Đó. Mấy cái này thì anh em hàng gia đình đồ, anh em đi công trình nó nhỏ được rồi nè ha. Hàng ba cái bản hiệu rồi đó. Đó là thông số. Rất là nhỏ gọn luôn. Này chỉ 1 ký thôi nha anh em. Đó, nhỏ gọn. Hai chức năng nha. Đây. Phía sau này nó không có đầu khí nha. Này là hàng mới không khí thôi. Với giá tiền chỉ có 2 triệu 450 ngàn thôi nha, được tặng thêm một cặp kéo 500 ha. Đây nè. Rồi khi mà chúng ta hàng á, dù chúng ta cắm dây vô anh em ơi, dây vô là chúng ta hàng thôi, đơn giản ha. Đó. Đây là dây hàng mic. Rồi, dây mát dây dương ha, một cặp đầy đủ luôn nè. Rồi, bảo an toàn ha. Đây là cái máy bình hồng nè. Cái dòng này thì nó chỉ xài cuộn hàng 1 ký thôi nha, chứ nó không xài lớn hơn được. Đó, cuộn hàng 1 ký. Này thì chỉnh dây ha, chỉnh cái lò xo nén nè. Khi mà cái motor nó quay mà dây nó không chạy là cái này nó yếu, nó không có nén xuống được, nó không có đẩy xuống được, để cái bánh xe nó đưa xuống cái dây để nó rút anh em á. Thì chúng ta phải siết vô nha. Nhiều người không để ý cái này. Đó nha, 1 ký. Rồi. Hai bên đây thì đó ha, cái chỉnh có chỉnh dạ. Chỉnh một cái chỉnh hàng que và hàng mic nha anh em. Chút xíu mình để cái đường link mình test cái này cho anh em coi ha. Ở đây là núm nè, núm chỉnh nè. Ví dụ anh em để cho MMI á, thì đó là hàng que, lên chữ mic ha. Hàng mic thôi, chứ OC này người ta không có ấy nha. Hai cái thôi, một là MMI hay là mic. Chỉnh hai chế độ thôi. Còn cái này khi mà chúng ta hàng que á thì cộng là cộng mát rồi ha. Khi mà hàng que thì chúng ta ở cộng ra, ta gắn cái dây hàng vô đây là hàng. Còn dây mát nằm cố định, không có tháo ra nha. Đó, chỉ có vậy thôi. Đó, với giá là 2 triệu 450 ngàn. Tặng cho chúng ta một cái cặp cây hàng gốc nha. Và nó cho cuộn dây nhỏ vậy thôi nha. Cái này thì mình sẽ không có test, mình test rồi. Mình để cái đường link của sản phẩm này bên dưới nha. Anh em có nhu cầu mua thì liên hệ cái đường link mà mình test cái sản phẩm này anh em. Nên mình để mình qua thêm hai cái dòng máy hàng que của BTS, nó hai dòng hàng que mới. À, mới gì mới về luôn. Còn dòng này mình giới thiệu trên khuyến mãi cho anh em thôi nha. Anh em xem cái hàng cái con này hàng như thế nào, anh em vào đường link dưới nha, coi cho mình cái.